Xin chào các em nhỏ nha, và hôm nay chị Nhung sẽ hướng dẫn các em lặn một con dê màu trắng rất là đáng yêu. Và đầu tiên chúng ta sẽ phân chia đất nha các em nhá. Đó, và cái này chị sẽ dùng làm chân của bốn cái chân, chúng ta phân chia đất ra làm chân này. Đây, chân của bạn đây này, bốn cái chân. Đây là cái đầu của bạn ấy, cái đầu của bạn dê. Rồi ok, đây là người của bạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nặn từng bộ phận một các em nhá. Để mấy ít này ra đây nào. Chúng ta sẽ tiến hành nặn. Đấy, chúng ta sẽ lặn hình dài này, cho cái này nó ngửa lên để làm cổ của bạn dê các em nhá. Đây chúng ta để đây, tạo thành thân này. Đây chúng ta sẽ tiến hành nặn đầu này. Chúng ta sẽ để thử lên cho nó có cân đối với cái đầu của bạn đi không. Đấy, em để thử lên cho cân đối hay không nhá. Rồi ok, chúng ta để hắn lại đầu của bạn đi đây. Đây sẽ là đầu của bạn dê này. Ok. Ok. Chúng ta sẽ để thử bên đây xem nó có hợp với lại cái đầu này không. Và chị nghĩ chúng ta phải cắt bớt một chút này đi. Đó, để chúng ta để phần cái chút này lại. Ok. Và chúng ta sẽ tiến hành lặn chân. Một cái chân này. Đấy. Thì nó sẽ lặn dài như này các em này. Đó. Bốn cái chân rồi. Tiến hành lắp ghép thôi. Đây. Đó. Đó. Xong một cái chân này, chúng ta sẽ làm móng cho bạn đấy các em ơi, làm một chút móng cho bạn ấy nhá. Cái này màu lâu rồi. Một này, hai này, xong chân rồi. Bây chúng ta để đây, chúng ta thiết kế cái đầu cho bạn ấy nhá các em nhá. Rồi ok, đầu bạn ấy với đôi mắt màu xanh.
Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp vào thiết kế mũ cho bạn ý nhé em nhé. Đây, bạn dê bạn đang há miệng. Nghe cắt nhỏ đi. Đấy, bạn đang há miệng này. Chúng ta sẽ dùng cái này để chấm mũi cho bạn đi nhé. Cái nhìn này. Đấy. Mũi cho bạn đi nè. Đấy. Đây chúng ta sẽ thiết kế làn tai nhá. Là tai của bạn này màu trắng nè, với một ít màu hồng mà các em nhá. Là chúng ta sẽ lắp đầu bạn đi vào đây nhá. Cho thấp xuống để các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm tai cho bạn dê nhá. À, chân của bạn ấy hơi mềm các em. Đó. Các em ơi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm tai cho bạn ý nhá. Đây, thì chúng ta sẽ lặn hình tròn này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ bẹt ra. Đây. Và làm một cái nhân tai màu hồng cho bạn ý. Đây các em nhé. Ok. Chúng ta cho vào đây. Đó, vậy đã có cái tai xinh đẹp rồi. Đây chúng ta sẽ tiến hành gắn vào tai, gắn tai cho bạn ý các em nhé. Nào. Gắn tai cho bạn thỏ nào. Và cho bạn là ấy này nào. Dê. Dê này. Ok. Cái tai vạch ra đằng trước. Đấy. Rất là dễ thương luôn. Đấy, chúng ta sẽ dùng đất này. Đất màu nâu chúng ta sẽ tạo ra cho bạn một cái sừng nhá. Sừng này. Đây các em. Sừng rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ làm cho bạn ý đuôi và râu nhá. À, chúng ta sẽ sử dụng ít đất màu trắng này để chúng ta làm râu. Thì mình sẽ lắp vào đây cho bạn này. Chị sẽ rơi mất râu của bạn ý. Vậy là bạn ấy đã có một cái râu rồi. Sừng gãy mất rồi. Ok, chúng ta sẽ thành làm đuôi nha các em nhá. Chị thích bạn ấy có một ít đuôi màu hồng ở đuôi các em ạ. Đây, bạn ấy chưa có đuôi các em ạ. Với một cái đuôi màu hồng. Chị cũng sẽ làm cho bạn ấy một cái nơ màu hồng ở cổ, giống như các bạn khác. Và chúng ta sẽ đặt bạn ấy sang bên cạnh này.
xong rồi chúng ta sẽ tiến hành làm bẹt. Bẹt nó ra để cho giống cái lơ các em ạ. Đó. Đó. Và một chút màu xanh ở giữa. Vậy là chấm dê của chúng ta đã xong rồi. Và chị Nhung xin chào các em nhé. Và hiện tại thì chị đã làm xong con dê rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem con dê của chúng ta nhé các em nhé. Đó. Và đây là con dê của chúng ta với hai cái sừng này. Đấy, đuôi này. Xem video của chị Nhung, các em nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ chăm sóc mẹ và trẻ em các em nhé. Và nhớ là nếu mà thấy hay